Ông già Noel lái xe mô tô thay vì kỹ tuần lộc đến thăm các bệnh nhi ở thành phố Lublin, miền đông Ba Lan hôm 9 tháng 12 khi lễ Giáng sinh đang đến gần. Bệnh nhi Lena Urban rất vui khi được đoàn xe gồm hàng trăm ông già Noel đến thăm và tặng quà. Thánh Nicholas, tiền thân của ông già Noel cũng xuất hiện hàng loạt trong trung tâm thành phố Lublin. Dẫn đầu bởi chiếc xe ngựa kéo trở thành Nicholas, đoàn diễu hành kết thúc tại một quảng trường nơi mọi người đồng ca với nhau. Ban tổ chức ước tính có khoảng 600 người tham gia, số kỷ lục cho sự kiện thường niên này. Tôi đến mà người chụp ảnh lưu niệm với những chiếc đèn lồng Giáng sinh đầy màu sắc trên phố cổ ở Lublin. Lễ hội của thành phố kéo dài qua Noel đến ngày 13 tháng 1 năm sau.